tại sao bản cập nhật iOS 15 nào cũng đều có những cái bản phá lỗi về bảo mật này, cũng như là nâng cao cái tính bảo mật ở trên chiếc iPhone của chúng ta? Nó có cần thiết hay không? Nó để làm cái gì? Trong video 3 phút kiểm chứng ngày hôm nay, mình sẽ nói cho các bạn những cái lý do tại sao Apple phải ra sức bảo mật cho chiếc iPhone của người dùng và lý do tại sao. Hãy cùng bắt đầu vào video ngay bây giờ. Với số đầu tiên của chương mục 3 phút kiểm chứng thì ngày hôm nay bọn mình sẽ mang đến các bạn thông tin iPhone của các bạn sẽ bị tấn công mà ngay cả Apple cũng sẽ không thể nào ngăn chặn và can thiệp được. Với những thông tin mà mình có được thì hãng nghiên cứu bảo mật di động Jackoff của Mỹ vừa phát hiện ra một cái công thức tấn công vào chiếc iPhone của các bạn một cách âm thầm để có thể theo dõi người dùng bằng camera và microphone trên thiết bị mà các bạn đang sử dụng mà các bạn sẽ không hề hay biết về cái vấn đề này. Với công ty Jackoff thì họ đặt tên cho cái công thức tấn công này đó là No Reboot, tức là cái máy của các bạn sẽ không thể nào khởi động lại. Theo những cái video mà các bạn đang xem và các bạn sẽ có thể thấy được là người dùng sẽ bị theo dõi qua camera và thậm chí là microphone cũng được sử dụng để mà theo dõi các bạn luôn. Những hành động và cũng như những lời nói cử chỉ của bạn đều sẽ được ghi lại bằng chính cái điện thoại của các bạn. Một điều đáng nói đó là khi các bạn tắt nguồn khởi động lại máy thì cái máy của chúng ta nó vẫn không có khởi động lại hoàn toàn mà nó vẫn có thể bị theo dõi bởi bên đối phương. Do đó bên Jackoff đã gọi với cái công thức tấn công này đó là No Reboot, tức là nếu các bạn có khởi động lại máy thì nó vẫn sẽ không thể nào tắt được cái tính năng này và nó sẽ đưa máy đi vào cái hiện trạng gọi là khởi động giả. Tức là khi này cái máy của chúng ta nó gọi như là nó giả bộ khởi động lại thôi chứ nó hoàn toàn không có khởi động lại. Và để có thể thực hiện được cách thức tấn công này thì Jackoff đã tạo ra một loại mã độc có thể xâm nhập vào máy của bạn nhưng nó sẽ không thông qua bất kỳ những cái lỗ hổng hay là những cái lỗi nào của iOS cả mà nó sẽ trực tiếp gọi là đánh lừa người dùng của chúng ta luôn thông qua những cái ứng dụng rác. Tức là sao? Tức là khi các bạn tải những cái ứng dụng có nguồn gốc không rõ ràng và bất kỳ những cái ứng dụng nào các bạn tải xong các bạn khởi động nó đều sẽ yêu cầu các bạn cho phép nó theo dõi để mới có thể hoạt động được. Và một số những cái ứng dụng thậm chí nó còn sẽ truy cập vào danh bạ, camera, microphone của các bạn. Do đó các bạn hãy cực kỳ thận trọng đối với những cái ứng dụng nào mà không có cái liên can gì tới camera hay là microphone mà nếu các bạn bấm vào thấy nó yêu cầu cho phép những cái đó mới có thể hoạt động được thì chúng ta cần phải gỡ bỏ ngay. Và cái lỗi này thì Apple sẽ hoàn toàn không thể nào khắc phục được qua những cái bản cập nhật phần mềm iOS. Do đó các bạn có thể thấy được là trong thời gian dạo gần đây iOS 15 chúng ta liên tục cập nhật về những cái bản bảo mật và thậm chí Apple đã cho ra mắt một cái gọi là bảo mật theo dõi ứng dụng. Tức là khi các bạn bấm vào cái mục này chúng ta sẽ có thể biết được là cái ứng dụng này nó đang sử dụng những cái tính năng gì ở trên cái điện thoại nè. Nó đang cho chạy camera, nó đang cho chạy micro, nó đang cho chạy danh bạ. Chúng ta sẽ có thể ngưng nó hoặc stop nó, không cho nó theo dõi những cái đó nữa và chỉ cho những cái gọi là có cần thiết để mà ứng dụng nó hoạt động mà thôi. Đây là một trong những cái mà mình cảm thấy sẽ rất là hay và các bạn nên check thử xem với những cái ứng dụng mà các bạn đang tải trên điện thoại nó đang chạy những cái gì và những cái nào không cần thiết thì các bạn nên tắt nó đi. Và vừa rồi thì mình đã kiểm chứng xong cho các bạn về thông tin iPhone sẽ bị tấn công mà ngay cả Apple không thể nào ngăn chặn được và thông tin này hoàn toàn là chính xác. Và số 3 phút kiểm chứng của tuần này đến đây là kết thúc rồi. Trong tuần sau thì bọn mình sẽ kiểm chứng cho các bạn những cách tăng tốc trên điện thoại Android và iPhone nó có thực sự hữu dụng và có tốt hay không. Hãy cùng mình theo dõi những video đó bằng cách đăng ký kênh của Thế Giới Đọc. Cũng như nếu như thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên cho mình một like nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Bye bye.